đi ra ngoài thì lấy cửa cho công tác ta thank you.
Đây đi. Các vị hoan hỷ giữ cái đội mình ở giữa đoạn đường của chúng ta đi. Dắt bộ thôi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.